Cơ quan Công an tỉnh Phú Yên bắt tạm giam với Trịnh Duy Soan, sinh năm 1976, trú tại xã Xuân Tiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là đối tượng trốn truy nã từ năm 2001 đến năm 2022 thì bị bắt. Theo hồ sơ vụ án, tháng 11 năm 2001, Tống Phúc Năm rủ Trịnh Duy Soan, Lê Văn Hóa cùng ở xã Xuân Tiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Đến Phú Yên để lừa đảo. Từ mùng 5 tháng 11 năm 2001 đến ngày 22 tháng 11 năm 2001, theo sự phân công của năm, cả nhóm đã lừa bán xương hồ, sừng tê giác, mật động vật quý hiếm giả cho ông Trần Huy Thuận ở thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa với số tiền gần 50 triệu đồng. Ngoài ra, cả nhóm còn bán cho Nguyễn Thái Lộc và bà Hồ Thị Kim Hoa ở xã Sơn Thành, huyện Tuy Hòa, này là thị xã Đông Hòa Phú Yên với số tiền 23 triệu đồng. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Tống Phúc Năm Lê Văn Hóa bị đưa ra truy tố xét xử, tuyên phạt 3 năm tù, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Trịnh Duy Soan bỏ trốn. Đến ngày 21 tháng 2 năm 2022, tức sau 21 năm, đối tượng bị công an huyện Sơn Hòa bắt theo lệnh truy nã.